Hello, Long xin chào. Chào cô chú anh chị em. Chào tất cả mọi người. Chào buổi sáng, ngày sáng thứ bảy rồi. Bữa nay ở bên đây thì thời tiết bão. Mưa lâm râm nè. Trời âm u à. Không có được trong, mưa lâm râm. Mà cái cải thề của mình ương á, mình gãi vậy nè, nó lên to rồi, bây giờ trồng được rồi. Thì thấy mưa lâm râm như vậy à, Long thấy trồng cải trồng rau rất là thích hợp luôn. Cho nên là lên tách ra để thì mình trồng trồng ở ngoài cho cây nó to ha, chứ mình để gì cây nó không có to đâu. Nó cái cải bên đây đẹp chưa, mình ương á, nó lên như vậy là mình tách ra mình trồng trồng được rồi ha. Bây giờ Long bứng nó ra, bứng kiểu mình để thưa thưa thôi. Nói chung thì cải thì nếu mà đúng mùa của nó trồng là tới cái mùa đây, cái tháng mà tháng tháng 9, tháng 10 thì tháng này nó lạnh lạnh á, rất là thích hợp. Nói chung là khí hậu của nó được khoảng 20 mấy độ thôi là rất là thích hợp trồng những cái cải này nè. Những cái nó cái thời tiết mà khí hậu nó mát gì á thì trồng những cây cải thìa này nó mau lên lắm luôn, rồi cây nó to nữa. Còn nếu mà mình trồng ở dưới mùa nghịch mùa á, cái cây nó không có to đâu, nhỏ 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 thôi, là mình ăn rồi mình không ăn á, nó già mất cái cây. Mà tới vô cái mùa này rồi thì mình sẽ có trồng á, mình tách ra mình trồng cây nó to ha. Cũng như về Hậu Giang á, đợt rồi á mình về Việt Nam á, cái chú mình ảnh ổng cũng có trồng á, mình thấy trồng gãi lên đẹp lắm luôn, nhưng mà cây nó không có to đâu, tại vì nó sẽ nóng á, cho nên là lên rất là nhỏ, chút chút không à, nó lên khoảng 3 lá, 2 lá, 3 lá, 4 lá, cái là cái cây nó hơi vượt vượt một chút là ăn rồi, không ăn cái nó ra bông, nó già mất cái cải. Nó mình bứng một mớ thôi, rồi còn những cây này cái mình để cho nó to ra. Trồng rau á, trồng cây đó mà tới chờ mưa lâm râm gì nè, nó mau lên lắm luôn, cho nên là con thấy mất mát vậy nè, thích hợp trồng cho nên lên bứng ra trồng. Ở đó, ba cái cải này á, người ta có bán cây giống ha, kiểu như người ta ươm sẵn ở trong cái bầu á, rồi đem về là mình mua về là mình trồng thôi. Nhưng mà mình mua như vậy thì cái cây nó mắc hơn, còn mình tự ươm như mình bứng nhà mình trồng thì nó rẻ hơn nha. Một bịch hạt của nó nhiều lắm luôn, mà có 20-30 đồng mà. Còn nếu mà mình mua một chục cây, 20 cây là cũng đã 20-30 đồng rồi. Cho nên là mua hạt giống về cái mình gãi vậy nè, mình tách ra mình trồng cái nó lợi hơn. Wow, tách lên chút xíu thôi mà nó quá trời luôn rồi. Con trồng gãi hai hàng nhiều lắm luôn. Nó đây, một mớ rồi, như là đủ trồng rồi đó. Rồi giờ mình đi trồng ha. Cái chỗ trồng cải thề ở bên đây, đây cái miếng bên đây thì nó xới lên xong rồi bỏ phân bò rồi trộn đất rồi nè. Đây con sẽ hai hàng. Nó cải thề thì mình không cần trồng cà cho nó dày, cho nó thưa đâu. Trồng dày dày một chút cải thề nó cũng không có to gì lắm á, nó trồng dày dày một chút, khoảng theo non trồng khoảng 20 phân một cây được, không tới nữa, 18 19 phân à. Quá trời luôn, cây giống nhìn tốt không, đúng mùa của nó lên nó nhìn nó non vậy, sợ luôn á.
Bên trong á mình đè xuống một chút xíu cho nó dễ dẻ lại ha, cho nó chắc dễ á, đất nó bóp vô cái dễ á thì là nó màu lên nó ấy hơn. Lên hơn. Trong thì mình mà muốn tiện á thì mình ra ngoài cái tiệm giống ở bên đây nó bán nhiều hơn Việt Nam mình thì mình không rõ, chứ ở bên Đài Loan đó hả, ra cái tiệm bán giống nhau cái gì họ cũng có ươm họ bán hết á, cũng như là những cái cây xà lách này mình có thể lấy mua hột thì mình ươm lên rồi mình trồng, mà ươm thì cái thời gian nó lâu thôi, mình phải đợi nó mọc rồi mình tách ra những cái rễ, nhiều khi có cây bứng á không đứt rễ nó mạnh thì nó lên, mà đứt rễ thì nắng quá thì nó cũng chậm, mà nếu như mà mưa râm râm gì thì nó dễ lên lắm luôn, cho nên là cái cây gì cũng có như tận ô rồi đó họ cũng trồng, họ cũng ươm hạt cho họ bỏ trong bầu á họ bán hết trơn à, chứ còn những cái cây giống đó thì mình mua hột thì mình ươm được rồi, mình không cần mua một cây giống đâu, còn mọi người mà muốn nhanh thì mình mua cây giống thì mình trồng thôi. Rồi bứng hơi bị nhiều rồi. Wow, dư rồi còn một mớ giống luôn này còn ít đây mình đi kiếm kiếm chỗ mình trồng trồng hai hàng nó mốc lên là đẹp lắm luôn á. Rồi xà lách của mình thì thu hoạch được đây nè, để mình thu ít xà lách nè với cải 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 trắng nè, thu hoạch một ít rau xuống ăn. Còn cái cây đây thì mình tìm chỗ hay mình tìm bầu á, không có chỗ thì mình lấy bầu mình trồng vô ha. Cái xà lách này hôm bữa nhà Long có nướng thịt gói bánh tráng á, cái Long em Long tách tách những cái lá mà nó nằm ở trên đọt này nè, nó non á mình ăn sống, tại vì bên Đài Loan đây ít có người ta ăn sống mà cái rau xà lách này lắm, họ ăn sống họ ăn salad rồi đó, là họ ăn những cái rau mà như là sú á, sú đỏ sú trắng này kia hay là rau mầm á, chứ họ không ăn xà lách này đâu. Cái này tại vì mình trồng hồi trồng hơi sớm á, giờ là bắt đầu vô mùa trồng của nó rồi đây nè, là cái bắp nó to lắm luôn, nó to mà nó ướp bắp á, nó mập, còn mình trồng nghịch mùa nó còn nóng quá á, cây nó lên nó vượt không mà nó không có được ướp bắp, cái lá nó cũng không được ngon nữa. Ăn xong mà cắt cái đọt ăn còn mấy cái lá già này, mấy lá già này xuống mình xào, ở bên đây họ xào ăn không ha. Hôm bữa đất nè ông bỏ phân bò nhiều lắm luôn, là trồng đợt rau nè nên giờ là thấy phân bò nó muốn hết rồi, nhưng đất nó còn hơi xốp thôi chứ còn không thấy phân bò nữa.
mình trồng rau ở nhà ăn á, mình trồng xăng cải á, nó có rau ăn hoài. Nó ba cái cải trắng mà lon gãi á, rồi cái chỗ nào trống trống nè cũng gãi lên được hết nè. Những cây đây là gãi sau nè, cho nên là nó cây nó còn nhỏ lắm luôn. Còn bên đây ăn được rồi nè. Nhìn ngon không? Trồng rau mà trời mưa mưa vậy cây gì nó cũng lên, nó cũng tốt hết trơn. Mưa ít thôi ha, mưa nhiều quá nó bị úng luôn á. Mà mình trồng ở trong chậu rồi á, nó không bị ngập nước thì còn đỡ. Nó đang mà trồng như dưới mình trồng ở dưới luống á, dưới đất ở dưới á, trời ông mưa nhiều quá cái nó ngập là nó úng hết, hư hết uổng luôn. Nhìn ngon không? Cái này mình gãi hơi dày nè. Thật ra ăn mà ăn những cái cây này nè, nó ngon, nó non lắm nè. Nó nhỏ, nó non. Mình lựa, mình rửa là những kia nó hơi cực một chút thôi. Chứ ăn những cây nó ngon lắm. Cải đây thì ở bên Việt Nam mình hay gói bánh xèo ha. Gói bánh xèo, lấy cái lá này gói. Nói chung là người Việt Nam mình cái rau gì ăn sống cũng được hết á. Còn ở nước ngoài thì ít lắm ha. Cái nào ăn sống thì người ta mới ăn sống thôi, không ăn tạp như mình đâu. Còn mình thấy ở người Việt Nam mình cái rau gì cũng ăn sống được hết. Cũng như là cà pháo nè, cà tím rồi đó. Thì hay ăn sống, chứ còn ở bên Đài Loan thì họ không ăn sống đâu, họ kêu nó có độc á, họ không ăn sống đâu, họ phải nấu chín lên ăn. Nó còn sống là nó có chất độc cho nên là không ăn sống. Mình trồng một luống nhỏ nhỏ như gì đó chứ mà ăn nhiều bữa lắm luôn á. Thì mình ăn mình thay phiên á, bữa nay ăn rau này mai ăn rau kia, chứ trồng một loại rau mà ăn hoài nó cũng ngán. Mình thấy ăn đủ bữa thôi ha, không thấy nhiều. Như đây thì nhà Long xào xào được một bữa rồi không, làm được món rau rồi đó. Đó rồi, mới xà lách nhìn ngon không, nhìn thấy non quá trời phải không. Rồi hôm nay Long lên chia sẻ cái trồng cải thìa. Các bạn nào mà thích ăn rau xanh trồng cải rồi á, trời mà hơi mưa lâm râm thì đừng có ngại. À, nhiều khi sợ dơ hay là mình ngại ướt này kia, nhưng mà cái trời mà hơi mưa lâm râm như vậy á, ta trồng rau á nó rất là tốt luôn, nó mau phát triển nữa, cái rễ nó mau ra lắm luôn, trồng nó mà nó dễ sống nữa. Rồi hôm nay Loan lên Loan chia sẻ tới đây ha, chúc mọi người cuối tuần thư giãn vui vẻ nha. Rồi bye bye.